Tập 20. Cha à? Con bé ngốc này, bây giờ con đã lớn rồi, chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi làm, không được làm bậy làm bạ. Lần này bình an trở về là tốt, cha cũng không muốn truy cứu. Cha, cha không phạt con sao? Không phạt, không gọi trách con sao? Bình thường cha bận rộn công việc nên lơ là việc dạy dỗ con, mới dẫn tới con tùy tiện như vậy. Chuyện này không trách con được. Cha đã xin cô mẫu con cho con nhập cung sớm để học thêm nhiều quy tắc, sau này mới có cơ hội hầu hạ hoàng thượng. Cha, con không nhập cung có được không? Quan được. Danh sách tú nữ tiến cung đã trình báo cho hoàng thượng, con mà không đi là tội khiêu quân, đừng có làm càn. Vị bá mẫu không sao chứ? Mộc Nhi không sao, không sao. Muội có bị bỏng không? Sao không nằm nghỉ ngơi trên giường? Muốn uống nước thì dặn dò người hầu là được. Vết thương trên tay muội chưa khỏi, nếu còn bị bỏng thì nhị gia sẽ xử bọn ta luôn. Đúng. Vị bá mẫu phải khỏe lên. Tiểu Bảo đang đợi nghe nhị bá mẫu đàn. Tiểu Bảo ngoan, vết thương của nhị bá mẫu lành thì sẽ dạy con đàn tiếp, có được không? Thật ra hôm qua, sau khi đại phu thay thuốc, ta đã đỡ hơn nhiều, đã không sao rồi. Chỉ là ta rời cung nhiều ngày, không biết bây giờ trong cung sao rồi. Người trong thâm cung đã tôi luyện thành sắt thép, đâu cần muội phải lo. Muội cứ nghỉ ngơi cho tốt, rồi ở trong phủ chăm sóc Tiểu Bảo giúp ta. Nếu muội không ở trong phủ thì ta thật sự không yên tâm. Để thằng bé ở lại một mình, xem như là muội tạm thời chăm sóc thằng bé giúp ta đi. Tỷ tỷ nói rất đúng. Tiểu Bảo có thể chăm sóc bản thân, vì bá mẫu bị thương nên để Tiểu Bảo chăm sóc mới đúng. Mẹ à, mẹ hãy yên tâm đi làm việc với cha đi. Tiểu Bảo trượng nghĩa giống như mẹ vậy. Đúng rồi, mấy ngày nay sao không thấy bóng dáng nhị cha đâu? Nhị bá phụ, nhị gia quả thật là hết lòng với muội, biết muội muốn lấy đàn do sư bá âm để lại, không quan tâm việc bị lỗ mà đảm nhận làm tiệc mừng thọ cho thái hậu. Muội đã bao giờ thấy cô nấy làm ăn lỗ vốn chưa? Sao cô nấy lại ngốc như vậy? Tỷ tỷ còn giấu ta chuyện gì à? Muội tự mình đi hỏi nhị gia đi. Đây là đường xuất thành, nhị gia muốn dẫn ta đi đâu? Không phải muội không muốn ở Long Phủ à? Nên tranh thủ thời gian dẫn muội đi vòng vòng. Âm sắc trầm xuống, đan khí không đủ, các nhị gia lo lắng rất nhiều về chuyện tiệc mừng thọ của thái hậu. Sao muội biết? Đòi đàn là việc ta cố chấp muốn làm, không liên quan tới người. Nhị gia không cần phải vì ta mà. Ta đây không phải vì muội đâu, ta rất thân với thánh thượng nên giúp người tổ chức tiệc mừng, nên làm mà. Huống hồ Long nhị gia ta làm việc có chừng mực, biết phân rõ nặng nhẹ, sẽ không giống người nào đó xém chút gây ra đại họa. Lần này cưỡng ép đánh đàn, xung đột với quý phi nương nương, không biết liệu có mang đến phiền phức cho Long gia không? Không đâu. Nhưng mà có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của ta, chỉ có muội thôi. Cẩn thận một chút, chú ý an toàn.
Thí chủ, nhị gia hôm nay đến đây thắp nhang à? Không thắp nhang là không được tới sao? Được tới, chỉ là cả đường cứ làm bí mật, chắc chắn là có ý gì khác. Tao quả thật có gửi đồ ở đây, tao dẫn mùi đi xem. A-di-đà Phật, mời thí chủ. Làm phiền thầy rồi. Mời thí chủ tự nhiên. Lão nạp cáo từ. Lý Kha, ngươi cứ chở bên ngoài. Dạ. Tại sao nhị gia lại bí mật như vậy? Rốt cuộc muội vào trong sẽ biết. Là đàn của sư phụ. Nhị gia à, quân lấy ở đâu ra vậy? Đơn đặt hàng tiệc mừng thọ là làm ăn lỗ vốn, ta đồng ý nhận làm là để hoàng thượng nợ ta một ân huệ. Cho nên mấy ngày nay đích thân huynh chuẩn bị tiệc mừng thọ là để giúp ta đổi lại đàn à? Chuyện ta có thể làm chỉ có như vậy thôi. Trong cung nguy hiểm khắp nơi, bây giờ nó cũng xem như là vật về cố chủ. Chỉ có điều sư phụ muội là khâm phạm triều đình, vì vậy không thể lập bia mộ, nên chỉ có thể lén thở ở đây để báo ân tự. Mong ngài không còn đau khổ, được sống hạnh phúc, đầu thai cõi thiện. Mau đi xem đàn đi. Hình như ta đã gặp ký hiệu này rồi. Ta tên Kỷ Diễm, là người quen cũ của sư phụ cô. Là Kỷ Diễm.
trên áo choàng của cô ấy cũng có ký hiệu giống như vậy. Cái chết của sư phụ, chắc chắn cô ấy biết chuyện gì đó. Xem ra trong cái đàn này còn có bí mật lớn. Sư phụ, đây là điều mà người muốn nói với con đúng không? Người yên tâm, Mộc Nhi chắc chắn sẽ lật lại vụ án cho người. May mà có nhị gia. Đa tạ. Nếu như muội thật sự muốn đa tạ ta, thì ngày mai tới âm ti phủ từ công việc dạy đàn đi. Nhị gia, ta biết huynh là gì muốn tốt cho ta. Ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Dù huynh yêu cầu gì, ta cũng đồng ý. Nhưng mà chỉ duy nhất lần này ta... Khoan đã, muội nhập cung không phải là muốn tìm đàn sao? Bây giờ ta đã tìm cho muội rồi, nhưng mà ta còn phải trả lại sự trong sạch cho sư phụ. Nếu đổi lại là huynh đã tìm được manh mối, huynh có từ bỏ không? Hơn nữa, trên đàn này còn có ký hiệu của Kỷ Diễm. Cô ấy ở trong cung, chắc chắn sẽ biết chuyện gì đó. Vậy còn ta? Ta làm tất cả gì muội mà muội coi như không thấy à? Chẳng lẽ ta không đáng để muội ở lại Long phủ? Xem ra là do ta đơn phương. Muội tiếp tục tra án đi. Long Dược, Long Dược, nhị gia, nhị gia quân chờ ta với. Nhị gia, nhị gia, chạy lung tung gì vậy? Ở đây là đường núi, lỡ muội bị thương thì phải làm sao? Xin lỗi, ta không nên bỏ muội một mình. Nhị gia, huynh nghe ta nói đi. Không phải như huynh nghĩ đâu. Ta biết huynh tốt với ta. Không phải ta không muốn ở lại Long phủ, chỉ là dạo này vụ án của sư phụ liên lụy rất nhiều người. Ta thật sự không biết còn điều gì đang chờ ta ở phía trước. Ban đầu ta cô đơn một mình và không gì vướng bận, nên ta mới làm theo ý của mình. Nhưng mà bây giờ ta có huynh, ta thật sự rất là sợ. Ta thật sự rất sợ sẽ liên lụy tới Long gia. Thật sự rất sợ sẽ liên lụy tới huynh. Mộc Nhi à, lần trước ta từng nói sẽ điều tra vụ này tới cùng, sẽ không để một mình muội gánh vác tất cả. Dù muội gặp phải chuyện gì thì ta và Long gia đều là chỗ dựa cho muội. Ta sẽ mãi mãi ở bên muội. Nhưng mà ta không thể ích kỷ như vậy, vì chuyện của bản thân mà liên lụy cả Long phủ. Lúc trước muội đúng là chỉ có một mình, chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ là hai chúng ta, tất cả mọi chuyện ta có thể chia sẻ với muội. Sư phụ của muội cũng là sư phụ của ta. Nên muội làm ơn đừng bỏ ta lại. Nhị gia à, ta không đi nữa. Ta đồng ý với huynh ở lại Long phủ. Đợi huynh điều tra kỹ bối cảnh của Kỷ Diễm rồi chúng ta tính tiếp.
Thần Nhi, con đã nhập cung, thì sau này phải bớt giận dữ. Những chuyện như bỏ đi tuyệt đối không được tái phạm. Ngày mai là đại thọ của Thái Hậu, bổn cung sẽ dẫn con theo. Tới chừng đó con sẽ được thấy long nhan của Hoàng thượng. Có biết chưa? Thần Nhi, Thần Nhi à, Thần Nhi biết rồi. Thần Nhi chỉ là vừa nhập cung nên chưa thể thích nghi. Thần Nhi đa tạ cô mẫu. Gió đâu mà lớn vậy? Đưa nương nương về cung. Dạ. Cô mẫu, nương nương, người đâu? Người đâu? Nương nương, cô mẫu. Nương nương. Ái phi. Ái phi, nào mau tỉnh lại đi. Ái phi, trẫm tới rồi. Ái phi, hoàng thượng, Long đại nhân đã dẫn Ô Kim vệ phong tỏa nội viện để điều tra. Trẫm biết rồi. Lùi xuống đi. Dạ. Để trẫm. Mấy người các ngươi điều tra ở đây cho kỹ, không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Dạ. Điều tra kỹ một chút. Long đại nhân. Long đại nhân, ta có chuyện muốn nói với huynh. Cô ấy không nên ở đây, mau đưa cô ấy về. Dạ. Long đại nhân, ta biết tung tích của bóng trắng đó. Chiêu Tư Cung, muội chắc chắn là ở đây chứ? Ta chắc chắn. Đích thân ta đuổi theo cô ấy tới đây. Bóng trắng đó biến mất ở đây. Lục soát. Dạ. Đêm khuya gió lớn, cẩn thận bị cảm. Nam nữ khác biệt, không làm phiền Long đại nhân. Đại ca, các huynh đệ đã lục soát hết trong ngoài lãnh cung, không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Không thể nào, đích thân ta đuổi theo tới đây, không thể có sai sót. Tiếp tục lục soát xung quanh cung điện này, không được bỏ qua bất kỳ nơi nào. Dạ. Các người lục soát bên kia. Dạ. Những người còn lại theo ta. Dạ. Mụ đang giận ta. Hôm đó mời thư đại nhân tới à? Ta không ngờ ông ấy đưa mụ vào cung nhanh như vậy. Sớm muộn gì cũng phải vào cung, có gì khác biệt đâu chứ? Nhưng mà khởi bẩm hoàng thượng, phát hiện một đống tàn tro ở ngoài lãnh cung, chắc là do đốt một loại hương liệu đặc biệt nào đó. Thần đoán chuyện hôm nay chắc là có người tự cúng bái. Lý nào là vậy? Ngang nhiên đốt hương cúng bái trong cung là điều đại kỷ. Long Đằng, phải điều tra rõ chuyện này để xem là ai dám làm chuyện như vậy. Thần lĩnh chỉ. Cô là ai? Bẩm hoàng thượng,
Thần nữ Thư Nhược Thần, con gái của Thư Bác ở Khôn Điện. Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện tối nay nhờ có Thư tiểu thư can đảm cẩn trọng mới có thể thuận lợi điều tra được manh mối. Thư Nhược Thần à, cô là tú nữ mới tiến cung năm nay? Dạ. Ngẩng đầu lên. Ngày mai là tiệc mừng thọ của Thái Hậu. Bổn cung luôn lo lắng không yên. Để đề phòng có chuyện gì, vẫn nên dẫn Cư Mộc Nhi theo bên cạnh. Nhưng mà Âm Ti Phủ đã phê chuẩn Cư Mộc Nhi xin nghỉ rồi. Cô ấy là nhị phu nhân của Long Gia. Chỉ e rằng chỉ một Long Gia mà dám chống lại lệnh của bổn cung sao? Còn không mau đi làm. Dạ, nô tỳ sẽ đi sắp xếp. Ai vậy? Người của mình. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngoài ta ra thì còn ai chứ? Ta và Quynh chưa bao giờ là người của mình. Ở đây không quan nghênh Quynh. Quynh đi cho. Tại sao lần nào muội cũng kiên quyết từ chối ta vậy? Những gì ta làm cho muội chẳng lẽ không bằng một người đã chết à? Im miệng. Quynh không xứng nhắc tới Quynh ấy. Sư bá âm rốt cuộc tốt hơn ta ở chỗ nào? Đó là chuyện của ta, không cần Quynh quản. Đêm khuya Quynh tới thăm, rốt cuộc là vì chuyện gì? Muội giấu được người khác không giấu được ta đâu. Chuyện tối nay hoàng cung có ma đã xôn xao cả lên. Rốt cuộc muốn gây sự tới bao giờ? Muốn bịa đặt thân phận vào kinh, ta có thể che giấu cho muội. Muội mở Lục Nghệ Phường qua mắt người khác, ta cũng ra sức giúp muội. Nhưng mà muội, muội giấu ta lén xông vào hoàng cung, phạm tội nặng, muội bảo ta phải làm sao yên tâm đi? Chuyện này ta tự có tính toán. Từ nay về sau, Quynh không cần hỏi chuyện của ta. Long Gia đã biết chuyện Quynh giúp ta mở Lục Nghệ Phường. Nếu Quynh sợ bị liên lụy, thì bây giờ có thể đi báo quan, phủi sạch quan hệ. Nếu ta lo lắng bị liên lụy, thì từ đầu đã không nhúng tay vô. Chuyện tới nước này, muội vẫn chưa hiểu nỗi lòng của ta sao? Vậy tấm lòng ta dành cho sư bá âm, Quynh cũng không hiểu à? Cái chết của Quynh ấy là bị người ta hãm hại. Ta phải tìm ra người đứng đằng sau chỉ thị để trả lại công bằng cho Quynh ấy. Muội làm sao trả công bằng cho hắn? Cho dù muội được ra thì sao chứ? Trong kinh thành có ai mà muội động vào được? Muội đừng có quên, sư bá âm hắn đã chết rồi. Ta sẽ không để cho cô ấy chịu tiếng quan này. Người đã chết phải để lại tiếng thơm. Ta phải giành lại tiếng thơm này cho Quynh ấy. Chỉ e rằng tiếng thơm này cuối cùng sẽ lấy mạng của muội.
quán trọ Kim Long. Những thứ này đều phải làm gấp, mau đi đi, đừng để xảy ra sơ sót. Dạ, đi mau đi. Dạ. Nhị gia, nhị gia. Thí chuẩn quỷ, sắp xếp sao rồi? Nhị gia yên tâm, mọi quy tắc chi tiết trong tiệc mừng thọ đều đã bàn bạc với người phụ trách trong cung, đảm bảo không có sai sót. Lần này, tuy là làm ăn lỗ vốn, còn đầu tư rất nhiều, nhưng mà nhìn chung là có hồi báo. Dạ dạ dạ, nhị gia có trả giá bao nhiêu, vì chuyện của phu nhân cũng đáng mà. Ta phải đích thân kiểm tra chi tiết trong cung thêm một lần. Chuyện trong cung do ta toàn quyền phụ trách, những chuyện ở ngoài cung làm phiền thí chuẩn quỷ. Nhị gia cách sáo rồi. Gia không xong rồi, người trong cung tới, nó là Lệ Phi phái tới, đã ép đưa nhị thiếu phu nhân đi rồi. Cái gì? Những cung nữ đó nói năng sắc bén, nói cái gì mà làm ảnh hưởng tới chuyện quan trọng của Lệ Phi nương nương. Long gia không gánh vác nổi, nhị thiếu phu nhân vừa nghe nên mới đi theo họ. Chuyện của Long gia không tới lượt Lệ Phi phán xét. Đi vào cung, đi đi. Dân nữ tham kiến Lệ Phi nương nương, không cần đa lễ. Cô rời cung nhiều ngày, vài ngày không gặp, bổn cung rất nhớ cô. Cô có thể về trước tiệc mừng thọ của Thái hậu, bổn cung cũng yên tâm rồi. Đa tạ Lệ Phi nương nương đã khen. Thật ra tài nghệ đánh đàn của nương nương đã rất giỏi rồi. Tiệc mừng thọ tối nay chắc chắn là sẽ vô cùng nổi bật. Có cô ở đây, bổn cung sẽ tự tin hơn. Cô yên tâm, bổn cung không phải người không hiểu lễ nghĩa. Đợi tiệc mừng thọ kết thúc, sẽ phái người hộ tống cô về phủ, để cô đoàn tụ với phu quân. Đa tạ nương nương hiểu cho. Qua đây. Không biết nương nương có gì căn dặn. Trong hậu cung, chỉ có lừa gạt lẫn nhau. Trước kia xem như cô cũng đã biết thủ đoạn của thư quý phi. Diễn tấu tối nay vô cùng quan trọng đối với bổn cung. Có thể nói là liên quan tới tính mạng. Đàn này chỉ có thể để ở chỗ cô nương thì bổn cung mới được yên tâm. Dân nữ có thể dùng tính mạng bảo đảm, trước khi nương nương diễn tấu, cây đàn này chắc chắn sẽ không sao. Xin nương nương yên tâm. Mang đàn vào phòng cư cô nương. Không có lệnh của bổn cung thì không ai được vào. Trước tiệc mừng thọ để cư cô nương trông coi là được. Dạ nương nương. Đại ca, đừng lo lắng. Để lo lắng như vậy sẽ không làm được đại sự. Tới giờ phút quan trọng, ta phải vào cung. Đệ quả thật nên vào cung, nhưng đệ nên vào cung làm vì tiệc mừng thọ của Thái hậu, chứ không phải vì cư Mộc Nhi. Xem ra đại ca đã biết. Tại sao quân còn cản ta? Quân rõ ràng biết, nếu Mộc Nhi bị cuốn vào thì thư quý phi chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy. Trước mắt trong cung đang rối, đệ phải bình tĩnh. Nếu đệ tin tưởng đại ca thì bây giờ đừng gây chuyện, làm tốt chuyện của bản thân đi. Đảm bảo mọi chuyện trong tiệc mừng thọ tiến hành thuận lợi. Những chuyện còn lại cứ giao cho đại ca. Ta đảm bảo sẽ trả cho đệ một Long nhị thiếu phu nhân hoàn chỉnh. Phải biết xem xét thời thế, biết phân nặng nhẹ. Chỉ một đêm nay thôi, sau tiệc mừng thọ không ai được cản ta dẫn Mộc Nhi về phủ. Long đại nhân, Long nhị gia, Đinh đại nhân. Vẫn luôn nghe nói tiệc mừng thọ Thái hậu năm nay mọi chuyện đều do Long gia sắp xếp. Hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên không hề tầm thường chút nào. Long nhị gia quả thật là thanh niên tài hoa hiếm có. Đinh đại nhân đã quá khen. Thánh thượng tin tưởng Long gia ta, nên Long gia đương nhiên phải dốc hết sức. Tốt, rất tốt. Tiệc mừng này quả thật không tầm thường. Hoàng thượng đặc biệt ban chỗ ngồi, đặc biệt cho phép ngài ăn thịt với quần thần, chứng minh lần này Long gia có công không nhỏ. Long nhị gia, ngài đừng khiêm tốn nữa. Nào nào nào, mọi người ngồi đi. Nào mời ngồi. Mời đến đại nhân. Mời. Không ngờ Long gia quả thật ngọa hổ tàng long. Tổ chức tiệc mừng thọ thỏa đáng, ngay cả tiết mục cũng đảm nhận. Tại sao Vân đại nhân lại nói như vậy? Ta nghe nói
Hôm nay Long Phu Nhân cũng trong tiệc mừng thọ này, còn là khách quý của Lệ Phi Nương Nương. Khúc mừng thọ lần này của Lệ Phi Nương Nương là một tay Long Phu Nhân sắp xếp. Dân đại nhân quả thật việc không kể lớn nhỏ, ngay cả chuyện trong nhà Long Mổ cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Nào, Long Mổ kính dân đại nhân một ly. Nương nương, sau thời gian hai nén nhang nữa là tới lượt người lên sân khấu. Ta biết. Thu ngâm, thắp hương. Dạ. Bổn cung phải tĩnh tâm chuẩn bị. Các người lui xuống hết đi. Không có sự căn dặn của bổn cung thì bất kỳ ai cũng không được làm phiền. Dạ. Đẹp, múa đẹp lắm. Mọi người đều có thưởng. Tạ Thái Hậu. Mẫu hậu, kịch hay tối nay không chỉ có như vậy. Mấy tháng trước Lệ Phi đã bắt đầu chuẩn bị quà cho mẫu hậu, đặc biệt sắp xếp tiết mục áp chót. Quả thật rất có tâm. Lệ Phi có tài nghệ gì? Mẫu hậu xem là biết. Hoàng thượng nói rất đúng. Thần thiếp có thể làm chứng chuyện này. Dạo này Lệ Phi rất chăm học hỏi và luyện tập. Trời đất chứng giám. Vậy ai gia phải thưởng thức thật kỹ rồi ha. Dạ phải. Một lát nữa là đến giờ Lệ Phi Nương Nương diễn tấu. Đợi diễn tấu xong thì tất cả cũng nên kết thúc rồi. Không phải bổn cung nói chưa được phép thì không vào làm phiền à? Người đâu? Cứu ta với. Người đâu? Đã tới giờ rồi. Sao Lệ Phi Nương Nương vẫn chưa tới lấy đàn? Người đâu? Cứu ta với. Lệ Phi Nương Nương, người đâu? Người đâu? Có mà. Trong cung có mà. Trong cung có mà. Nương Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt của ta. Mặt của ta. Nương Nương, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh. Trên mặt không sao. Không có vết thương. Ta nhìn thấy cô ta. Nhìn thấy cô ta rồi. Là cô ta. Ta nhìn thấy rồi. Nương nương, rốt cuộc người. Ta nhìn thấy cô ta rồi. Nương nương, rốt cuộc người nhìn thấy ai? Ta không được. Ta phải mau gọi người. Cô không được đi. Không được đi. Đừng đi. Ta cầu xin cô.
Nương nương, nghe ta nói, người ở trong phòng, đừng đi đâu cả. Bây giờ ta sẽ đi gọi người. Chuyện gì vậy? Sao Lệ Phi vẫn còn chưa xuất hiện? Đã tới lúc Lệ Phi lên biểu diễn, sao vẫn không thấy người? Chuyện gì vậy? Âm thanh ở đâu? Đây là tiếng gì vậy? Ở đâu truyền tới? Phụ Dương, chuyện này là sao vậy? Đây là Phục Hy Khúc mà Sư Bá Âm đã đàn trước khi chết. Hộ giá. Dạ. Đại ca. Mộc Nhi. Người đâu? Có ai không? Người đâu? Nhị gia. Bà ấy. Mộc Nhi, không sao chứ? Lệ Phi nương nương, khoan đã. Vừa nãy lúc ta ra ngoài, cửa vẫn còn mở mà.